Cô xin chào tất cả các em. Trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ tiếp tục đồng hành với các em ở bộ môn công nghệ 6. Như ở tiết trước, cô giáo đã hướng dẫn các em là về nhà đọc trước cho cô giáo bài 24 trang trí bằng cách tỉa hoa rau củ quả. Nhưng do có sự thay đổi về mặt chương trình của bộ theo công văn của Bộ Giáo dục nên ở tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gồm có hai nội dung. Phần thứ nhất là cô giáo sẽ hướng dẫn các em tự học bài 24 cắt tỉa rau củ quả. Và phần thứ hai chúng ta sẽ đi thực hành về việc làm trộn rau muống trộn hỗn hợp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào nội dung bài học. Phần thứ nhất là thực hành tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau củ quả. Các em quan sát trên màn hình cho cô. Ở trên màn hình cô giáo có một số hình ảnh về trang trí món ăn từ một số loại rau củ quả. Và các em biết là với việc trang trí món ăn từ các loại rau củ quả này thì nguyên vật liệu chúng ta cũng rất là dễ tìm ở trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như là cô giáo có một số hình ảnh về trang trí đĩa thức ăn bằng từ các nguyên liệu như là cà rốt, dưa chuột hoặc là cà chua. Và với địa phương chúng ta thì những loại nguyên liệu này cũng rất là gần gũi với chúng ta, đúng không? Rất là dễ tìm. Và để trang trí món ăn tỉa hoa là gì thì chúng ta lưu ý cho cô. Tỉa hoa trang trí là sử dụng rau củ quả để tạo nên những bông hoa hoặc những mẫu vật làm tăng giá trị thẩm mỹ của món ăn. Và muốn tỉa hoa trang trí được thì những thứ không thể thiếu được đó chính là nguyên vật liệu và cũng như là dụng cụ. Ví dụ các em quan sát trên màn hình cho cô, để làm được bông hoa hồng như trong hình ảnh thì chúng ta sẽ cần nguyên liệu đó chính là cà chua. Đây là bông hoa hồng được làm bằng cà chua. Hoặc đây là những bông hoa được tỉa từ dưa chuột, cà rốt. Ngoài ra thì các em có thể làm sử dụng những nguyên liệu để trang trí, ví dụ như là quả ớt này hoặc là hành lá. Đây là những cái nguyên liệu rất là dễ tìm ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cần sử dụng đến đó chính là dụng cụ tỉa hoa. Có thể là kéo, dao đầu nhọn hoặc là và chậu đựng nước. Và trên thị trường hiện nay thì có một số loại bộ dụng cụ tỉa hoa hoặc là tỉa đồ trang trí theo ngành nghề, ví dụ như là các họa sĩ này hoặc là các đầu bếp, những người làm cái đồ trang trí thì người ta có thể mua những cái bộ nguyên vật liệu này để phục vụ cho cái việc làm được thuận lợi và tạo ra được nhiều mẫu theo khuôn chẳng hạn. Vậy các em chú ý cho cô, để nguyên liệu và dụng cụ tỉa hoa thì sẽ bao gồm, thứ nhất nguyên liệu sẽ gồm hành lá này, ớt, dưa chuột hoặc cà chua, cà rốt. Dụng cụ thì sẽ cần những thứ cần thiết nhất, trước tiên là dao, kéo và một chậu nước. Chậu nước thì sẽ phục vụ cho công việc đó chính là khi mà chúng ta chẻ nhỏ dụ hành lá hoặc ớt khi và chúng ta ngâm vào nước và cho thêm ít muối vào thì sẽ giúp cho những cái cánh hoa nó sẽ được cong và mềm. Và hình thức tỉa hoa thì chúng ta sẽ lưu ý cho cô, chúng ta sẽ có 3 hình thức chính, đó là tỉa dạng phẳng, tỉa dạng nổi và tỉa tạo hình hoa lá. Các quan sát hình ảnh cho cô, ở trên màn hình của cô đây chính là 3 dạng tỉa. Thì dạng thứ nhất đó là tỉa dạng nổi thì phần này thì hay được trang trí và có thể sử dụng như nguyên vật liệu đó chính là từ cà rốt hoặc là củ cải trắng. Và cái phần này thì hay sử dụng cho các đầu bếp đúng không, là các nhà hàng khách sạn họ trang trí để rất là đẹp và bắt mắt món ăn. Dạng thứ hai là tỉa dạng phẳng, đây thì gần dạng đơn giản nhất trong các hình thức tỉa hoa, chúng ta chỉ cần là thái lát phẳng mỏng và sau đó có thể xếp thành những cái hình dạng tùy thích. Và dạng thứ ba là dạng hình hoa, thì ở dạng này thì chúng ta có sự thể sử dụng nguyên liệu đó chính là cà chua, cà rốt hoặc là ớt và chúng ta sẽ tỉa và tạo thành
đặt thành hình bông hoa. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện mẫu tỉa hoa từ hành lá và tỉa hoa huệ trắng. Các em hãy quan sát lần lượt các bước và sau đó thì sau bài học này các em hãy thực hành thực hiện cho cô làm một cánh hoa huệ trắng từ hành lá, sau đó các em sẽ chụp ảnh và gửi lại cho cô thông qua hệ thống Zalo. Để tỉa hoa huệ trắng thì chúng ta sẽ cần phải tỉa thứ nhất là gồm hoa, thứ hai là lá và thứ ba là cành. Sau đó khi đủ nguyên liệu, đủ vật liệu thì chúng ta sẽ sắp xếp và sẽ ghép lại để thành được một bông hoa huệ trắng như trên màn hình của cô. Thứ nhất là về cách tỉa hoa, chúng ta sẽ chuẩn bị cho cô giáo thứ nhất đó là hành lá. Sau đó thì các em hãy đo lấy cuống của hành lá, bộ phận thân màu trắng và các em đo khoảng 2 cm. Sau đó thì các em sẽ cắt. Sau khi cắt xong thì các em sẽ sử dụng cho cô giáo một chiếc tăm nhọn ghim vào giữa đoạn hành vừa cắt để giữ cố định cuống hành, để tránh lát nữa chúng ta tước thì nó sẽ bị trẻ ra và bị nát cuống hành. Sau đó thì dùng tăm xong thì các em sẽ sử dụng cho cô một chiếc tăm nhọn khác, hoặc là có thể dùng kéo nhỏ hoặc là dùng chính đầu tăm cũng được, tước cái nửa thân của hành thành các sợi nhỏ như trên hình của cô. Sau đó chúng ta sẽ làm lá. Các em sẽ đo từ phần nhánh của lá hành ra 15 cm và cắt giống như trên màn hình của cô. Thứ hai là phần thừa còn lại thì các em sẽ cắt bỏ đi. Sau đó thì các em cũng sẽ dùng tăm ghim vào giữa đoạn lá hành cho cô như ở trên hình vẽ. Sau đó thì các em sẽ tước thành các sợi nhỏ phần lá phần trên như ở trong ảnh. Và tất cả phần hoa, phần lá này sau khi làm xong thì các em sẽ thả vào chậu nước cho cô nhé. Chậu nước này các em có thể cho thêm ít muối vào. Giờ chúng ta sẽ đi làm phần cành. Các em sẽ lấy hoa đã ngâm ở trong nước và ghim vào cây tăm như ở hình cho cô. Sau đó các em cắt một dọc hành ống. Đấy, các em lồng vào. Đấy. Ghim cây tăm vào. Lồng vào trong cây tăm, được chưa? Và các em lưu ý cho cô này, ở phần đùa cuối của đoạn cây tăm này các em chừa ra cho cô giáo khoảng 1 cm. Để lát nữa chúng ta sẽ gắn vào cái gốc thân hành. Và sau khi hoàn thành rồi thì các em sẽ hoàn thành cho cô. Nếu vậy, các em sẽ sử dụng cành hoa đó các em cắm vào thân gốc hành. Và sau đó thì chúng ta đã được hoàn thành được một sản phẩm, đó chính là cành hoa huệ. Được chưa? Và ngoài ra thì các em có thể tìm hiểu và làm cho cô giáo các sản phẩm khác. Ví dụ các em sẽ tỉa hoa cà chua hoặc là tỉa hoa cà rốt. Thì những cái sản phẩm này là những sản phẩm rất là dễ làm và dùng để trang trí món ăn thì trông rất là bắt mắt, nổi bật.
Và cô giáo hy vọng rằng sau cái bài học này thì các em sẽ tự thực hành và làm ra được nhiều sản phẩm hơn nữa để dùng để trang trí món ăn trong cuộc sống hàng ngày và làm cho bữa ăn của chúng ta trở nên sinh động và đẹp hơn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai cho cô, đó là thực hành chế biến món ăn trộn hỗn hợp bằng cách nộm rau muống. Vì rau muống thì là một món ăn rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày của chúng ta và đặc biệt là ở vùng quê chúng ta đúng không? Đây là một loại thực phẩm rau rất là dễ kiếm tìm. Và để làm được trộn rau muống thì phần này chúng ta sẽ học thực hiện trong vòng 2 tiết. Và tiết 1 ngày hôm nay thì cô giáo sẽ hướng dẫn các em cách làm, một số cách làm cơ bản. Đầu tiên chúng ta sẽ phải cần nguyên liệu. Vậy trộn hỗn hợp nộm rau muống sẽ được làm từ những nguyên liệu nào? Thì các em cần chú ý cho cô. Thứ nhất là chúng ta sẽ có cần đó chính là rau muống, tôm thì một số địa phương có tôm hoặc là không cần tôm. Thứ hai là củ hành khô, thịt nạc, đường, giấm, chanh, nước mắm, tỏi, ớt, rau thơm và lạc rang đã rã nhỏ. Đấy là một số loại nguyên liệu cơ bản mà chúng ta sẽ phải cần ở trong món một nộm rau muống của mình. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu rồi thì chúng ta sẽ quan tâm đến cho cô giáo, đó chính là quy trình thực hiện. Và quy trình thực hiện thì chúng ta sẽ gồm 3 giai đoạn đúng không? Mà tiết trước phần lý thuyết cô giáo đã hướng dẫn cả lớp rồi. Thứ nhất là giai đoạn chuẩn bị, thứ hai chế biến và thứ ba là trình bày. Vậy phần giai đoạn chuẩn bị thì chúng ta sẽ làm những công việc gì? Thì thứ nhất đó chính là chúng ta sẽ phải sơ chế rau muống. Và rau muống thì sẽ được sơ chế như thế nào? Là rau muống chúng ta sẽ nhặt bỏ lá già, cọng già, cắt khúc và dài khoảng 15 cm và có thể chẻ nhỏ và ngâm nước thì sẽ giúp cho rau muống có thể xoăn như ở trong hình ảnh các em nhìn thấy thì sẽ nhìn đẹp hơn. Thứ hai là về tôm và thịt. Thì thứ nhất là tôm thì sẽ rửa sạch, đun sôi với 1/2 bát nước. Sau đó thì cho thịt tôm vào luộc chín, cho thịt vào luộc, sau đó thì sẽ luộc tôm. Và sau đó thì khi mà tôm và thịt chín thì có thể với tôm thì nếu tôm nhỏ thì có thể để nguyên con, còn nếu tôm to thì các em có thể chẻ nhỏ ra dọc theo sống lưng. Và thứ hai là với thịt luộc thì cũng thái lát mỏng và khi đó thì tôm và thịt luộc sẽ được ngâm vào trong nước mắm đã pha chanh, tỏi, ớt cho ngấm gia vị. Về hành khô và rau thơm thì chúng ta hành khô chúng ta sẽ bóc vỏ, rửa sạch, cắt lát mỏng và ngâm giấm cho bớt cay nồng. Rau thơm chúng ta cũng sẽ nhặt rửa và cắt nhỏ. Và giai đoạn chế biến thì sẽ trải qua hai giai đoạn, đó chính là làm nước trộn nộm và bước thứ hai là trộn nộm. Vậy giai đoạn làm nước trộn nộm như thế nào thì các em quan sát cho cô. Thứ nhất đó chính là chúng ta sẽ dùng tỏi bóc vỏ, giã nhuyễn cùng với ớt, chanh gọt vỏ, tách từng múi và nghiền nát. Sau đó chúng ta sẽ trộn chanh, tỏi, ớt, đường, giấm và khuấy đều và cho thêm nước mắm vào từ từ. Và khi mà chúng ta nếm cảm thấy có đủ vị chua, cay, ngọt, mặn hoặc là vị mặn hơi đậm thì khi đó thì chúng ta đã làm một nước trộn rồi. Sau khi giai đoạn thứ nhất của chế biến đó là làm nước trộn nộm thì chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai, đó chính là giai đoạn trộn nộm. Với giai đoạn trộn nộm thì chúng ta sẽ vớt rau muống và sau đó vẩy ráo nước, vớt hành để ráo. Sau đó thì sẽ trộn đều rau muống, hành cho vào đĩa, xếp thịt và tôm lên trên, sau đó dưới đều nước trộn nộm lên, sau đó chúng ta sẽ trộn đều. Và chúng ta để trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút cho nước trộn nộm ngấm vào trong rau. Sau đó thì chúng ta sẽ đến giai đoạn thứ ba, đó là chính là giai đoạn trình bày.
Và khâu trình bày chúng ta có thể trình bày như thế nào? Thì ở phần trên cắt tỉa rau củ quả, cô giáo đã hướng dẫn các em là một số loại hoa để tỉa và trang trí cho đĩa thức ăn của mình trở nên sinh động. Thì nó sẽ thứ nhất là rau thơm và lạc sẽ trải lên trên đĩa nộm, và sau đó chúng ta sẽ cắt ớt tỉa hoa trên cùng. Và sau đây cô giáo hướng dẫn giới thiệu cho các em một số mẫu hoa tỉa từ ớt, các em có thể tham khảo để cho nó bày lên đĩa nộm của chúng ta nhìn cho đẹp. Cách làm những bông hoa ớt này thì cũng rất là dễ thôi. Các em có thể sử dụng một loại ớt ngọt, ví dụ ở các loại cây ớt cảnh có hình tròn như đầu ngón tay, các em cũng có thể làm được. Hoặc là các em có thể sử dụng cà rốt, cà chua, đúng không? Bày ra ở ria xung quanh đĩa để cho hình ảnh sẽ trở nên đẹp hơn, tính thẩm mỹ cao hơn. Và các em lưu ý cho cô là quy trình thực hiện thì sẽ gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chuẩn bị, giai đoạn 2 chế biến, gồm có làm nước trộn nộm và giai đoạn thứ ba đó là trình bày. Và lưu ý cho cô nữa đó chính là khi mà món trộn hỗn hợp nộm rau muống ngon thì phải đạt được những yêu cầu gì? Thì thứ nhất đó chính là rau muống phải giòn, ráo nước. Thứ hai là có vị mặn, ăn vừa đủ vị chua, cay, mặn, ngọt. Thứ ba là màu sắc của rau muống phải tươi thì tôm phải đẹp và hấp dẫn. Đấy, trên đây là một số hình ảnh về trộn nộm rau muống và cách trang trí, các em có thể tham khảo. Và bài học ngày hôm nay thì cô giáo đã hướng dẫn các em thực hành và tự làm, tự học. Thứ nhất đó chính là cắt tỉa rau củ quả. Và cô giáo đã hướng dẫn các em chi tiết cách làm hoa từ hành hoa huệ trắng, hoa huệ tây cũng được, từ hành lá. Và thứ hai đó là các bước để làm được món trộn, được trộn rau muống. Thì sau bài học này thì cô giáo sẽ có một số yêu cầu như sau. Thứ nhất là các em hãy tập tỉa và trang trí một số loại hoa từ rau củ quả, ví dụ như là từ cà rốt, cà chua hoặc là ớt. Sau khi các em hoàn thành sản phẩm của mình thì các em hãy chụp ảnh lại và nhờ bố mẹ gửi thông qua Zalo cho cô để cô giáo sẽ lấy điểm. Thứ hai là các em hãy nắm vững cho cô giáo các kỹ năng, các bước để làm được món trộn nộm rau muống. Và đến tiết ngày sau thì chúng ta sau tiết 2 về thực hành về món trộn nộm này thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu tiếp một số cách làm trộn hỗn hợp khác nữa để chúng ta sẽ làm phong phú thêm bữa ăn trong đời sống hàng ngày của mình. Một bài học đến đây là kết thúc. Cô xin chào tất cả các em.